Sư tử bên đó là ở trên hai cái năm ở trên đây có rồi. Ông này già ơi, ông này già rồi. Gì đâu mà chỉ chỉa vô người ta tưởng năm mới từ Úc bán nhà. Coi nhà gì dữ. Đi tới nhà anh hai. Cái gì nhà anh Sáu? Xe 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 sát vô sát vô. Rồi, Wishima kìa cô á. Rồi, xe Wishima kìa cô bác, nhìn đã ha, chín ống vàng luôn. Cái gì đó? Sao có cái gì vậy? Cái gì mà nhông quá cái đâm tao nè. Sao này có cái gì? Đồ mang giày. Rồi. Cái đó chưa có tay đâu đâu liếm nè. Cái cây gì chứ không biết. Trời ơi, cái này, cái miếng tre. Ba đâu phải ngồi cùng điểm cho tầm đúng chứ. Đi trước rồi, tôi có cá để quay, tôi có cái nón trong này nữa nè. Nón gì? Có hiểm hả? Nón đội. Cái nón đội. Có vũ khí đầy đủ. Rớt đồ đi thôi. Trời dạ, ơi, dây nhỏ gì rớt tùm lum nè anh ơi. Rồi. Trời ơi, tới luôn rồi, còn gì nữa. À. Đây là nhà của anh hai nè cô bác. Rồi để mình quay toàn cảnh ở đây để cô bác mình tham quan. Đó. À, ở bên kia đường nhà của anh hai, ở đây là chó không nha, nó hàng rào. Ngoài mà kỹ ổng lại về nhớ là giờ cho ba thì coi ông đây. Còn đi tới luôn khỏe không? Còn đi chợ được. Tụi con là con của đi chợ được không? Tụi con là con của ba Bảo luôn. Không biết mua nó chơi già. Ôi ôi. Tay ông chỗ đồ màu vậy nè. Đâu 84 tuổi rồi. Dạ. Mình còn đi lại bình thường không? Đi được, mà đi xa thì cũng mẫu đi. Hồi là nó hơi mệt ha. Ngồi dưới bắp bể thấy sao? Cái này giống như là phim Đất Phương Nam đó. Mấy ông cụ xưa nè, ông cụ xưa nè, đó. Đó đó, ông đi tới luôn con coi thử coi ông đi khỏe không? Ông đi được mà, ông đi được mà. Ôi ơi. Đó ông lớn tuổi mà rất là khỏe luôn. Ủa mà sao ông đi không khum lưng luôn, hay quá ta. Không làm hả ông? Ngồi xuống đứng vậy là không được. Ngồi dưới đất á ông ha. Nó thiếu cái chớn, cũng giống như nó thiếu cái chớn vậy đó ông ha. Rồi rồi ông ngồi đi ông, ông ngồi đi ông, ông ngồi đi ông. Ông cũng không có nha. Cái này. Nhưng mà ông đi được khoảng bao nhiêu mét? Nếu đi cho lộ bộ là ông khoảng bao xa được? Đây lộ vô tới chợ. Là khoảng nhiêu xa ta nghe chợ khoảng nhiêu ông? Cỡ 1 cây số à. Dạ. Đổ 1 cây số luôn. Có nghỉ không dọc đường không? Đi hả mệt á là nghỉ. Dạ. Lộ được cây số hay chứ. Chữ này nào cho mình. Cây số thì nổi lắm chứ à. Ủa nhà anh hai là nhà nào? Nhà bên đây ha. Dạ. Đây. Gì là nhà đây nhà anh hai. Dạ. Mới qua anh hai ơi. À, thấy ông lớn tuổi quá, kêu anh kỳ quá. Mới ra đó, phải trà mình đó. Ôi ơi. Cháu đây. Rồi mình sẽ về ngoài quay toàn cảnh ở đây để cô bác mình tham quan nha. Nhà anh hai nè. Đó. Năm 1986 luôn kìa cô bác. Trời ơi ngôi nhà này nhà cổ nha. Đó. Năm 1986. Trời ơi còn lớn tuổi hơn mình nữa, cái ngôi nhà khủng khiếp không?
ở phía bên kia đường đó cô bác. Nhà quay cũ hết. Phải không? Ờ, có nhỏ mà có lớn nha. Bây giờ mình tập lớn từ từ không. Bây giờ 2 giờ rồi. Anh hai. Còn là ông chú bảy. Ngồi chơi đây thôi, khỏi có bài gì trơn á. Trời ơi, người nhà mình ngồi nói chuyện chơi thôi. Dạ, ngồi nói chuyện chơi cho nó vui thôi. Đó là tới thăm anh kìa. Dạ. Thôi. Nhận mặt bà con. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ 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 được rồi. Ở ngoài này quay vô cho nó sáng từ. À, ốc nó đủ sáng. À, được rồi, đủ sáng rồi, đủ sáng rồi. Nó quay bà con. Quay chứ không có chụp hả? Dạ quay cái này quay phim. Ủa ngủ nhỏ xíu quá. Dạ. Dạ. Bây giờ di chuyển là cái máy này nè. Còn cái máy bự giờ di chuyển không bằng. Dữ sao? Dạ. Dữ gọn nên đi ra nó gọn. Nhưng cái nữa là giá không nổi luôn anh. Có cục sạc dự phòng kêu tôi kìa. Yeah, sao không biết nữa hay đẹp ta. Sao ngờ. Rồi đó đây con đỡ tôi cả bỏ cứ tôi lên. Kinh giờ bụng á. Chú ba cũng nhà. Tôi nghĩ anh hai tôi đề biết của ba luôn mà ngồi nó tâm sự. Trời ơi. Vì là ở đây mình mấy công giường là anh hai? À, anh mấy công giường là nhiều lắm hả? Dạ. Công đã cho mờ hết má rồi. Dạ. Rồi mình trồng cái cây gì ở trong vườn mình anh Tân? À, anh hai. Trồng. Quýt hồng ha. Ồ, đặc sản luôn. Ừ, năm nay thắt về luôn cho rồi. Thắt tay thôi chứ. À, ăn cái Tết nhỏ nhỏ được chứ. Nó về. Về bằng nhiều rửa chén.
ba ngồi đụng à, đúng rồi, cái con mà nó đục vô mà nó có con dầu đó ha, tao phải không? Nói mình xịt thuốc không có lại ha tao. Nhiều thuốc lại. Trời ơi. Mười giá cũng tám giá. Ở đây mình toàn giường không thuốc không gì mà nó không sợ ha. Không dạ. Đại dịch luôn. Thằng lớn thì ăn nhặt cũng được. Nhưng mà thời đó chắc là mình giấu nó nhẹ ha. Còn giờ thì ở nhà xem. Cái bữa ra chợ mua một bọc mãng cầu ta sao đem về gỡ ra toàn dồi không ăn được miếng nào. Thấy cái trái đẹp lắm mà đem về mổ ra ăn không được. Dạ đúng rồi, chuối là chín bói ở trên đồng, đem ra cái là rồi toàn dồi không ăn không được lúc nhúc. Vì mà chuối chiên ăn được thôi. Chuối chiên ăn được, người ta chiên ở ngoài chợ có giò mình không ai ăn cho. Bán cầu xinh tốt đó. Nó quay mà nó ngay đèn ăn cho nó béo béo. Anh lại nó bỏ trong tủ rồi nè. Nó thôi nhắn lại cho tôi ly xin khỏi bán cầu múc lấy muỗng múc rồi bỏ nó. Nó mà ngon ăn được lấy muỗng. Còn cam của anh hai là làm cam dắt. Mình ghé dọc đường mua cam dắt đó là rồi, rồi dắt vô cho. Cam không mà thấy ông mập mạp quá nè, nhìn thấy ông mập mạp thịt thà không à, đã lắm mình nói ông thịt không à, đã lắm chết liền á. Nào cũng thịt không nè. Ngại cho nhịp chung không à ha. Thấy chưa? Đúng rồi. Đây là đó là thường xuyên đó, phải đi thường xuyên mà. Đó. Phải vô đó thường xuyên. Dạ, rồi,
đó là đi nhà mà bây giờ bán rồi đâu biết nữa. Bên ngoài nhang đi làm. Cái bên ngoài đó buộc nó nha. Còn đây thì không nổi. Không phải đi đó đi chở qua đi không làm hay làm gì cũng lâu lắm dữ lâu lâu dữ lắm đâu. Ở đây là anh hai còn anh ba. Anh ba đây nè. Đây nè nhà. Còn cái đường đi xa xa vườn anh nốt là đường đường này. Đây đường này luôn, đường tiếp đây. Đi này đi ha, ra luôn ha. Ủa anh sẽ đi ra chứ. Tôi biết còn mắc bị tiếng tư rồi đó. Giờ đây mà đi nhỏ tôi cũng hỏi tôi biết được. Có ai ở đây không? Dạ, nghe rồi còn biết rồi. Ờ, con trai. Ở đây là anh ta quá trời. Sao? Nó đi luôn. Anh chưa đi rồi. Đi nhà mà con trai. Bây giờ dính từ lâu rồi. Lần này đúng không? Đúng rồi, bà con này phải biết học một bó bà này đi. Ờ, bây giờ bà con này đau luôn. Chở vô cái giờ bà con này. À, nó cũng đắt không? Đây là anh chưa phải dành con lại đây. Ở đây thì chở anh đi. Chở luôn đi. Vậy thôi à. Út là thứ mười mấy à? Hả? Thứ tám là Út là thứ mấy mà nội á? Thứ chín quá. Kế bên. Cũng kế bên hả? Kế bên. Vậy là thứ chín. Út là kế bên đó. Không mà thiệt hồi đó bây giờ nghe kêu bỏ bốt chứ không biết là thứ mấy luôn. Út. Nếu Út mà thì chắc thứ 9. Bây giờ là bà nội cái bộ thì liền. Thì kêu quả không nói gì nhưng mà không biết bà nội thứ mấy. Không có. 8 và 9 cái gì mà kêu bỏ cái Út thì bên đây thì không biết là kêu bỏ bà nội mà chính. Kêu bỏ bà nội. Bà còn bên bản này kêu bỏ. Vậy là kế bỏ. Kế bà bán là chắc là bà nội thứ 9 rồi. Thì 9 đó. Thì 9 quá. Mình giao ở bà thì không được. Nó gần nó. Không sao đó. Phải đồng lòng mới được. Chú mới đến là khi người ta đồng ý nhìn lại. Chơi phải làm gì? Thôi khi muốn nhỏ người qua lại. Dạ dạ. Người ta cũng phải ông hay giữ qua lại mẹ. Rồi rất là rút luôn ha. À, em là con Út của ông Ba Ngọt. Dạ, Út cuối cùng rồi đó. Dạ. Cuối cùng. Dạ, cuối cùng. Dạ. Cái này Út cũng như là hướng dẫn viên du lịch. Còn bắt cái con kia đi chưa? Rồi, bắt rồi. Con bắt 3 tỉnh. Con bắt 2 tỉnh. Con bắt 2 tỉnh. Con bắt 2 tỉnh. Con bắt 2 tỉnh. Hỏi anh hôm nay đó còn bút sót là mình leo cho anh hái đó. Giờ còn dắt thuốc ghê đó ha, hút thuốc ghê phải không? Hút cái này hút cái kia đâu đủ đô. Cái này thuốc ghê của mấy ông cụ ngày xưa nè, bây giờ là bây giờ cũng không còn, cũng mai một không còn đâu nha. Còn điếm dân càng chắn sẵn đạn sáu. Dân sẵn không phải, nhưng mà là giấy chứ. Dây dắn, dây dắn. Gác là gác, càng sáu rồi gác.
Ủa, thuốc như vậy là nó hút ngon hơn cái thuốc của đầu lọc của mình bây giờ hả ông? Đầu lọc á, lật ngắt à. Là chết này nặng đôi á. Cái này nó mặn hơn hả ông? Em dán dán cho mọi người thấy như thế này nè. Sao thời gian không bao thời gian đó, không có chuyện cái kia. Mà tay mà đau ha, em đau đó. Biết dán cho mọi người, dán cho mọi người. Dạ con không biết, tại con còn nhỏ quá à. Dạ nghe. Là đám cưới là mày với ba mày đi qua đây nè. Ủa mà sao ông nhớ con? Đâu không? Mà nhớ tao không kìa. Trời ơi, chắc con có cái cục đằng sau này ông dễ nhớ nè. Dạ. Trời ơi, sao mà con quên mất tiêu ta? Nè bảy đánh là gì nè Điền? Chú ấy ơi. Dạ. Ba tên này con của chú Ban Ngọt á. Dạ chua chứ không có ngọt. Chua bảy hút luôn đi. Trời ơi, mà ông bảy hút thuốc. Ủa, một ngày mình hút khoảng mấy đứa điếu gì là ông bảy? Năm sáu điếu. Năm sáu điếu nha. Trời nhỏ nó quấn. Trời ơi, không mày vắng gì. Vắng gì đâu mà nó lỏng le rồi sao mà ta hút. Đó. Rồi, cô bác coi ông cụ cũng vắng nè. Đó. Thêm không ông? Thêm thuốc. Rồi, được đây. Bác chứ không hút nha. Bác. Bác ha. Bác bảy. Dạ. Bớt nữa chứ không. Ủa, hồi đó từ có hút thuốc hả? Không, từ nhỏ lớn. Không hút thuốc luôn. Trời ơi. Rồi mấy cái thuốc mà người ta chỉ ung thư phổi rồi sao mà bán cho tôi được. Biết tôi có một cái không? À, chích không à? Chích rồi. À, bệnh đó hả tôi? Hả? Sao vậy? Uống rượu được không hút thuốc à, cũng bớt được một cái. Bớt được một cái. Nè. Hả? Đó, cái thuốc điếu bây giờ là nó lạc nhất hà. Cái này nó mới đủ đô. Trời. Nè, hút đi. Đi. Xe nữa. Hút hơi rồi chạy xe vậy. Tối ta mặt mũi. Rồi là con miếng đi. Không được. À. Tao điền lại thử coi. Nó phải lợi dụng cho lợi dụng nửa ngón gác nửa ngón gác nhìn ông đã quá à. Ổng lớn tuổi ổng lớn tuổi mà ổng còn khỏe mạnh minh mẫn dữ lắm luôn. Trời ơi chừng nữa mình mà được ổng như ổng gì là mừng dữ lắm luôn rồi đó. Tám mười nay là 86 rồi. 86 rồi. 86 tuổi rồi đó. Nãy giờ mắt trước không bảy hết rồi. Ăn gian không bạn? Không bắt bảy. Tuổi thiệt là 85. Nhà nước cho tuổi nữa là 86. Thôi mình qua bển để người ta đợi qua bển mình phải à. Dạ rồi vậy là con cảm ơn ông bác bảy dữ lắm. Dạ con rút luôn. Dạ hồi ơi sao mà ông bác bảy ông nhớ người ta. Cảm ơn dữ lắm là cảm ơn nhiều đó. Là con không có cảm ơn hiền nha, con đi nha ông. Dạ ông bác bảy. Dạ lão thì nói rồi bởi vì nói khách không biết rồi để vô. Dạ không đồ được bác. Dạ phải có hướng dẫn viên gì mới biết được. Rồi. Nhà vậy đây là nhà của anh hai nè cô bác. À, nhà anh hai của mình đó. Nhà anh hai. Còn bên đây là nhà của anh ba. Biết sao không? Nhà anh ba đây. Hai thằng chiếm hết. Đụng từ đằng con xong đó. Anh Tư. Mở lùi tới này á. Đây ơi, nhà này nhà ai? Lâu ta. Nhà anh ba hả? Ba gì vậy? Tức là anh ba. Ổng tên gì? Ổng tên gì? Bà Ne hả? Ừ. Mới tới Tư Bi. Bà Ne thì con có nghe mà. Ừ. Gọi tới năm. Động, bà Ne, Tư Bi. Gọi tới năm. Chốt đó. Ủa? Nằm mất, nằm đó. Hôm nay nó còn có mười mấy rồi, sáu mươi. Rồi sáu, là ai nữa Tư? Rồi có hết rồi. Sáu, anh nút là tới bảy luôn mà. Bảy nó cách là lúc nó mất á. À. Hồi nhỏ lần ha.